Quý vị đang theo dõi chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình tiếp tục với phần điểm tin báo chí. Thưa quý vị, thông tin được báo Vietnamnet đăng tải đang thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến việc giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh chiều nay, 10 tháng 12 có khả năng sẽ giảm mạnh. Báo Vietnamnet đưa tin, theo dự báo giá xăng trong nước chiều nay có thể giảm từ 1.500 đến 1.600 đồng một lít, bởi những ngày qua giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm. Song song đó, giá bán đối với mặt hàng dầu cũng sẽ giảm. Trong đó dầu hỏa được dự đoán sẽ giảm khoảng 1.080 đồng một lít, dầu mazut giảm 900 đồng một ký và dầu diesel giảm 1.140 đồng một lít. Thưa quý vị, thời điểm này nhiều nơi chào giá bất động sản với mức tăng cao so với thời điểm cách đây ít tháng. Hiện tượng đổ xô đi đấu giá đầu cơ cùng những ồn ào về phân lô bán nền khiến giới chuyên gia lo ngại cơn sốt đất quay lại. Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam lo ngại, khả năng về đợt sốt đất là rất cao, do nhu cầu đầu tư của người dân thì lớn, thị trường lại khan hiếm nguồn cung, một bộ phận lợi dụng tình trạng này đẩy giá lên cao. Cũng theo chuyên gia này, thì diễn biến thị trường hiện nay là hệ quả của tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường. Các dự án vướng mắc, toàn án binh bất động, cực kỳ ít dự án mới ra, trong khi đó nhu cầu đầu tư rất lớn. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, từ hôm nay 10 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia cho biết, mũi bổ sung được chỉ định tiêm trước cho người có bệnh nền như ung thư, ghép tạng, bệnh mãn tính. Ở thời điểm 28 ngày sau tiêm mũi 2 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương tiến hành tiêm trước. Các tỉnh thành khác thì tùy theo kế hoạch của địa phương mình, nhưng lịch trình chung sẽ là tiêm đủ 2 mũi cho nhóm trên 18 tuổi, sau đó tiêm đủ 2 mũi cho nhóm 12 đến 17 tuổi và tiêm mũi bổ sung. Riêng các tỉnh đang có dịch nóng thì tiến hành song song cả mũi bổ sung. Theo kế hoạch của Bộ Y tế, trong 2 quý đầu năm 2022 sẽ tiêm đủ mũi 3 cho toàn dân và hiện các nguồn vaccine đã và đang được chuẩn bị. Liên quan đến vụ việc tàu cá bị sự cố ngoài khơi khiến 5 ngư dân bị mất tích cách đây 9 ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết hiện tại vẫn chưa tìm thấy 5 ngư dân này. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 30 tháng 11, tàu cá NA93553TS ở Nghệ An tổ chức đánh bắt cá trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong khi đang đánh bắt thì bất ngờ tàu gặp sự cố, nước tràn vào khoang làm chìm tàu. 6 ngư dân trên tàu rơi xuống biển. Đến sáng ngày 1 tháng 12, một ngư dân được một tàu cá tỉnh Quảng Ngãi cứu sống, còn 5 ngư dân mất tích. Hiện tàu cứu hộ cứu nạn của Bộ đội Biên phòng Nghệ An vẫn đang trực tiếp tìm kiếm các ngư dân bị nạn.